Cháu ấy ạ. Ừ, đây, của đây rồi. Chú ấy 24 cân chú ạ. Ừ, 24 cân. Vâng. Chú bì đi được còn chú bì 2 cân rưỡi. Dạ. Còn 1 cân rưỡi. Vâng. Ừ. Cho con gửi tiền chú ạ. Ừ. Thôi vào 40, đúng không? Dạ. Đây chú ấy cầm ở sau vậy. Ừ, để chú xin nhá. Dạ vâng ạ. Chú đỡ đây là con. Rồi, được chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, cảm ơn chú nhá. Ừ, ba lại anh cút nhá. Dạ vâng ạ. Mày lo cho anh vụ này. Gì ấy? Lại cái thằng ăn trước đấy à? Chắc chắn là thằng đấy nó xúi giục vợ anh bỏ anh rồi.
hôm qua công an đến làm đơn ly hôn đơn phương, chắc chỉ có thằng đấy nó xúi giục vợ anh không. Mày gọi cho anh thêm mấy thằng nữa, xử nó cho luôn cho anh, đập chết nó cho anh. Vâng, thế nói hay điềm nào đấy anh? Anh thấy nói hay đi làm về qua đoạn đường kiếm chuyên ấy, mày cho mấy thằng đấy chắn luôn đấy, đập phang chết nó cho anh luôn luôn. Vâng, rồi để em làm xử này. Mẹ, đàn bà của anh nó ra động đấy. Thôi đại ca bớt, để em. Mày còn làm việc được không? Đại ca để em xử nó cho đại ca nhá. Mày đi xử nó luôn cho anh. Vâng, đại ca ngồi đây. Anh ơi, thế mình hôm nay có việc gì? Mình đứng đây có một thằng nhắm loay hoay vợ đại ca. Bây giờ nó hay đi đường về đường này này, thì nó đi qua thì mình đánh nó một trận cho biết thế nào nhắm giành vợ đại ca. Thế có chân tay có gì không hay chỉ đánh cảnh cáo thôi? Đánh cho nằm đường luôn. Cho nằm luôn gì? Ừ. Anh có ảnh của nó? Anh không, nhưng mà thấy đại ca bảo nó hay đi ra về ngày lắm. Thì cứ nhà nó đi qua. Đi qua đấy. Thì quánh nó luôn. Mà đợt này anh mới anh Đại anh đi đâu lâu em đợt đấy? À, anh Đại có việc nhưng mà... Em không biết nhá, chỉ em sớm nhá. Ừ. Đại ca là muốn cho nó nằm luôn đấy, xem làm nào làm. Em làm việc với anh bao nhiêu lâu nay anh có phải sợ em nhỉ? Được rồi. Cứ chắc chắn đi, không đại ca sẽ có được không? Thằng áo trắng kia phải anh? Đúng cái thằng áo trắng rồi. Đi anh ơi. Ừ. À! À, bên đằng kia, làm gì anh? Thôi rồi, đi anh, công an. Anh ơi, anh còn sao không? Anh ơi. Alo, phải anh Thắng công an không ạ? Vâng anh ơi, em đang đi đường có một anh bị tai nạn ở đây, anh qua người cho người ra giúp đỡ em với. Vâng. Anh ơi, anh có sao không anh ơi? Anh ơi, anh sao không anh ơi? Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh ơi. Giúp em này. Anh ơi, anh vừa giúp đồ em này. Có cái gì đấy nhỉ? Ừ, em đang đi trên đường thì gặp hai kẻ tấn công anh này bị ngã xuống đường. Thế anh có nhìn rõ hai thằng đấy không? Em thì em đi đến đây thì thấy hai đối tượng đấy đánh chạy đây. Quan trọng nhất là đưa ông này đi cấp cứu đã. Vâng. Đưa ông. Xe của anh hả? Vâng, xe của em anh nhỉ, của anh em. Quay chân lên.
Anh gái nhà Tuyển.
ăn rẻ hơn một rẻ xét đấy. Dưới 2.2 chỉ là 33 người. Bằng nào cũng không bằng với cũng hôm nay chiêm nhiều này, mà tao đang bán có 15 đi, nói như nó cắn đấy.
không biết gì, cái đồng mua bán 15 kia. Thằng thành phố mua nông thôn hả? Anh ấy cho anh cả trẻ con lên đây học à? Tình hình của anh thì cháu đã nói qua cho bác rồi, thì cơ bản là cũng không bị thương quá là nặng, mọi thứ thì cháu đã chụp chiếu với nhau rồi, thì là cần thời gian anh ấy nghỉ ngơi, nếu có gì thì cháu sẽ báo với anh, còn thủ tục như đây con cháu đã làm xong đấy rồi, bác không phải lo lắng gì cả. Thế thì tôi cũng trang sự này nhờ bác sĩ nhá, vâng. Có đến hàng thì bác sĩ cứ bảo cho tôi biết nhá, thì tôi lo lắng cho cháu quá cơ. Bác yên tâm, mọi việc thì đâu còn chúng tôi, còn chúng cháu đây rồi, chúng cháu đảm bảo sức khỏe này, lấy trách nhiệm của cháu mà. Ừ, thế trang sự nhờ bác sĩ nhá. Vâng, vâng, thôi không có gì, bác cứ về chăm sóc anh, có gì thì lấy trách nhiệm của cháu. Ừ. Vâng, chào anh nhé. Vâng, chào bác sĩ. Thank you.
hôm trưa để em xếp ra kia được không ạ? Bố trí xếp còn cho anh mà đóng kia cái.
Thank you.
con vừa được bổ, dưa ngọt lắm mẹ. Dưa cho nó mua ấy, ăn ngọt lắm ạ. Vâng. Ăn đi con, ăn đi hôm qua mẹ ăn bổ đấy. Thế công việc của con dạo này thế nào ạ? Vẫn làm bình thường ạ. Ừ. Anh em vẫn đẩy độ, cái độ thi công nó vẫn kịp. Là thế chân tay mẹ đỡ được mẹ ạ? Từ hôm con mua thuốc cho mẹ thì mẹ cũng thấy đỡ lắm ạ. Vâng. Ừ. Mà thuốc thì tốt lắm mẹ, con bạn con bảo con dùng tốt lắm. Ừ, thì mẹ cũng uống theo đều đặn đúng cái đơn thuốc của con bảo hết. Vâng. Mẹ thấy đỡ hơn nhiều ấy. Vâng. Mà con đi làm con cũng không phải lo cho mẹ ở nhà đâu nhá. Vâng. Ở trên công trình ấy thì nó cũng nhiều công việc thì con làm mà chú ý là giữ an toàn con ạ. Và con vẫn nghe lời mẹ, con vẫn giữ an toàn mà. Ô thế mặt con làm sao thế này? Mẹ thấy đỏ đỏ thế. Cô không sao đâu mẹ. Ồ, mẹ thấy đỏ mà lại sưng hết thế này mà con lại nói là cô không sao. Đây này, tí hết cả lên thế này con này. Thế hay là ba ông lại đâu hả con? Không phải đâu mẹ. Qua Tô Lâm có bà tôi mẹ. Mẹ bảo con đưa con về, con đưa con về đến ngoài kia thì gặp chồng con đấy, là các chồng mới nổi lầm sao đấy, là hai người không sao được gì đâu, con cũng không sao lắm ạ. Ồ thế à? Con ạ, lần sau mà nếu mà vào thanh lý nữa thì con cũng nên là tránh xa đến xa. Còn hoàn cảnh cô đấy thì cũng khó khăn thật đấy. Thì mà cái việc mà giúp cô đấy thì con cũng nên hạn chế con ạ. Rồi cũng tránh tình trạng là người ta hiểu lầm nhá. Vâng mẹ, mẹ không phải lo đâu mẹ. Một con lớn hết cả rồi. Cái vấn đề mẹ cũng cứ yên tâm. Mẹ thì chỉ có một mình con cũng hết sức là cẩn thận con nhá. Vâng. Người ta có hiểu lầm là thành ra là đang chưa xác được nữa thì mẹ lo lắm con ạ. Cũng không sao mẹ. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ cứ ở nhà ăn uống đều đặn cho con, để con tu trí xin làm ăn. Mẹ không phải lo cho con đâu. Mẹ thì bây giờ đã có tuổi rồi. Thế thì mẹ cũng không can thiệp được cuộc sống của con nhiều đâu. Thì con thì cố gắng làm thế nào để cho nó cái việc gì hợp tính thì con làm nhé. Vâng, con hiểu rồi mẹ. Mẹ ăn thêm miếng dưa đi mẹ. À, mẹ xin. Con ăn nữa đi. Vâng. Thôi mẹ ơi, bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ cứ ở nhà để con đi làm, đi bữa nắng. Thì đấy, con đi cẩn thận nhá. Vâng, thì mẹ cứ ngồi ở nhà nhé, con đi làm. Tối nay ta mày có thịt rắn ăn rồi bác ơi. Thank you.
rồi đấy. Rồi lại một lúc nữa nhé, con đã ăn rồi. Chín rồi bác ạ. Ra đây, bác ra đây, ra đây lấy cho mà ăn nhé. Thơm không? Đây, 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 ra đây. Ăn đi. Ngon lắm bác ạ. Đây ngoan, ngoan tao lấy cho mà ăn. Đây. Đây ăn đi. Ngoan nào. Thơm á. Mày ăn ngon không? Đợi tao nhé. Đây. Ăn đi. Ăn đi. Lâu lắm hôm nay tao mày có được bữa thịt ăn nha. Hôm nay công của mày bắt được con rắn này đấy. Mai mày lại đi bắt tiếp nhá. Mày bảo ông ngoan, mày bảo ngoan. Anh dừng lại. Mày thích bảo ông ngoan đúng không? Hả? À? Anh phải dừng lại chứ. Mày gọi đây. Mày gọi ông ngoan xem tao sợ mày à? Hả? À. Anh phải bình tĩnh. Alo. Lại. Mày... Alo công an viên à? Chó à. Chó à. Tôi không biết mà. Anh ngồi im. Anh xuống cổng làng gấp có người đang bảo hành tôi đây. Anh đến đấm tôi chảy cả máu mồm rồi này. Rồi rồi anh xuống luôn nhá. Vâng, cảm ơn anh. Anh ngồi im. Còn anh á. Tôi vừa gọi công an rồi đấy. Anh cứ ngồi đây mà đợi công an đến giải quyết đi. Đấy. Anh bằng chứng là anh đã đấm tôi chảy hết vào máu mồm bên này. Đừng có công an này.
trong nhà rồi. Làm cho đi mấy hôm. Giờ mới dậy à? Hôm rồi mình dậy. Hôm qua té nhà về ngay. Hôm qua con về con gặp cái thằng hay chở vợ con. Tự nhiên qua đấm nó mấy phát, nó kêu đang vào công an bắt con. Chết, mày sao lại đấm nó? Đã chả làm ăn gì, cứ rượu chè rồi lại đánh người. Thế thì làm thế nào được? Muốn thế đâu, nhưng mà con bắt cặp nó mấy lần rồi, nó kèm vợ con rồi. Nghiền quá con mới đấm nó. Bây giờ mày đấm nó đau thế, có đau không? Công an nó báo công an nó bắt mày thì phải đi tù mùi làm thế nào? Bố mẹ thì già rồi, giờ có con ở nhà thì lo làm lo ăn thì chẳng lo làm lo ăn, lại cứ đi rượu chè rồi đánh người như thế, hư hỏng thế nữa. Cày nó lắm rồi. Ê, con vợ cũng lao chứ. Nhìn vợ mấy năm lắm rồi. Nhưng thôi mẹ, khả năng là con phải té mấy ngày. Chứ giờ ở nhà này chẳng may công an vào nó bắt thì chết. Mẹ mẹ con té nó cho con xin mới đâu. Thôi, bây giờ nó đã báo công an rồi thì mình phải đi đâu mấy ngày đi. Nhưng mà khổ lắm, đây là tiền mua thuốc của mẹ đây. Tao khổ với mày đến bao giờ? Mẹ còn đồng nào đâu không? Ít quá. Không còn đồng nào nữa. Đấy là tiền mẹ để mua thuốc đấy. Giờ mày xin thì mẹ phải đưa chứ không còn đồng nào nữa. Vâng. Thôi tiêu vậy. Bố đâu nhỉ? Bố đi làm rồi. Bố có thấy nói chuyện ngoài đây mà. Bố đi rồi. Mẹ ở nhà, mẹ để ý cho con xem mà công an có đến không. Ừ. Con này trốn đi mấy ngày ấy. Đi uống rượu chè ít thôi nhá. Vâng, thế thôi mẹ ở nhà nhé. Ừ. Con đi đâu? Ừ. Đến khổ về mày thôi. Đi mấy ngày rồi về nhá. Rượu chè với bạn bè ít thôi. Vâng, mẹ ở nhà tự lo bản thân mấy hôm nhá. Ừ. Ngoan, nằm im để tao bắt cho. Nào, bắt cho nó đỡ hụt được cắn mày nhé. Bắp đây. Bắp. Dạ. Dạ, bắp đây. Bắp. Dạ. Để lên. Chồng tao nó lại gây sự đánh anh bắp ạ.
không biết làm thế nào bây giờ. Chú ở nhà bán rượu không? Có. Có rượu gì chú ơi? À, uống rượu ấy thôi, rượu thường thôi. Có táo mèo nhớ cho cháu chai. Táo mèo còn một chai sao? Có gì nhắm không chú? Lạc. Bây giờ có lạc bánh đà. Cháu gói lạc bánh đà. Rượu, táo mèo. Lạc bánh đà không? Ừ. 280.000. Rượu chỗ này là lít rưỡi rồi, lít rưỡi là đi 60.000. Rượu nhà cơ mẫu? Rượu nhà 60.000 bán rẻ đấy. Ui trời này. Chị không nha? Uống mấy ngày hết rồi đây. Bữa là hết rồi. Bữa trốn nhà đây này. Nào, để à, gì?
Thế đấy, các em sao phải trốn đấy? Nọ tao gặp cái thằng hay kèm vợ tao ấy, tao đấm nó thương tật luôn. Thế đại ca đấm nó báo công an, ừ. Làm tao phải chạy, đéo biết mẹ công an nó vào nhà tao chưa ấy. Đây, ca ơi. Mua rượu, mua bình ga này, có mèo này. Yeah. Mày còn vợ quá. Ôi giời đại ca ơi, mình ăn nó chỉ dọa đại ca thôi, chứ nó làm gì nhắm đáo. Thì nó đang quấy, nó tự nhiên đi quấy đời vợ đại ca mà. Nhưng đại ca không lo đâu. Ừ nhỉ, mẹ nó quấy dày vợ mình đấm nó là đúng nghe nhỉ. Mẹ cay ghê, nó dọa mình ở đấy, tao nó dọa được kìa nhỉ. Thôi thôi đại ca. Mẹ eo chưa đã. Cay ghê. Đây đây, đây ca làm củ lạc cho đỡ tưng này. Dạ. Đại ca mua rượu rồi ngon thế. Đại ca uống đi. Rượu tao mèo ngâm của nhà đấy. Rượu rượu đỉnh thật đại ca. Nào mày gọi mấy thằng nữa. Kìm bên kia địch mẹ đập chết cụ nữa tao. Dám mẹ dọa công an tao. Được. Làm được không? Vâng, cái này đại ca cứ để em lo. Đại ca chỉ cần gọi cái là em dẫn mấy thằng đến có mặt đi đấm chết cha cái thằng kia đi nhá. Đấm bóc lạc cho đại ca ăn nhá, dễ tức nhá. Đại ca ăn đi. Mỗi mày là tốt với đại ca. Bọc cái bài ra ăn thử cho nào. Đang đây. Ngon đấy. Ngon quá đại ca ơi, đại ca uống đi. Đại ca uống vô bỏ tức. Nào, tao xuống giã luôn con kia luôn. Vợ còn mù la mù lẹt. Thì đại ca xuống gọi vợ về thì đại ca phát hiện à? Hôm qua tao đang ngồi cùng làng. Nếu nào thì mẹ lại thằng đấy kèm vợ tao đi. Thế là tao chắn đầu xe, mẹ tao giã nó chặn. Ôi, tao xin cái cụ ôi gì. Thế đại ca lại không gọi em. Thì em đánh nhau mấy ca anh. Hôm qua mà không gọi lắm ấy. Mà có mày với tao mà xin cái cụ ôi. Đại ca uống đi. Rượu ngon thế. Tí tí đã. Gần hết rồi. Lắm lại ra hả? Tưng rượu này ngâm. Ngon tuyệt cho gọi luôn ra. Đấy, tao uống như đại ca. Uống xong để em để hắn ra cho đại ca nhá. Ra ăn đi đại ca. Ngon nè. Uống xong tao mày đi bắt gà. Cầm bóc đạp cho đại ca ăn nhá. Không ăn. Thế đại ca tối đại ca có về không? Không.
khả năng là cứ té mấy hồ chắc thằng mày nó báo công an thật chết. Thế đại ca tính ngủ lâu chưa hay là đi về nhà ngủ? Thôi còn mới làm bài thơ anh mình bắt mạnh anh làm bữa để hôm nào lại ra nhá. Anh giận không? Anh giận không anh làm bữa. Về nhà lại hoang nữa thì đúng mà thịt mất hết rồi đang đây đại đại ca ơi anh mình đi luôn đi luôn giờ giờ đang kia không có ai à. Đi rồi bạc vua vua hả không dỡ không dỡ không dỡ không đại ca uống đại ca ơi anh mình đi luôn đi ừ. Đi thằng ơi. Ừ. Giờ ta nhớ mũ nha. Ừ. 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 Ừ